channel của Virus, chúng ta sẽ đến với Sonat Tình Yêu 1977, lâu lắm không làm của 1977. Và đợt này thì tớ comeback lại reaction, nên các bạn nhớ check check out những cái video mới ở trên kênh Virus nhé. Và let's go. Này, trên thế gian, liệu có ai yêu em hơn chính bản thân mình không? Có đấy. Ai à? Em muốn yêu một người thế nào? Tài hoa, hát hay, vì con tim nào muốn đập đều cần phải có những thanh âm. Nhép miệng hơi lệch nhỉ? Anh sẽ hát tặng em Nhép hơi một lệch nhỉ? nhạc phẩm mà anh không muốn giấu riêng trong suốt cuộc đời. Sao sao nhép bị lệch thế nhỉ? Mắt em như suối, mi em là rừng, đất nước trời mây như hòa cùng với em. Cánh dân trời thì nói bằng lời, trái tim này tỏ tình bằng melody. Cây cũng cười vui, thú cũng gật đầu, đứng giữa đại ngàn là một bàn DJ. Vang những bài ca, đánh những bài nhạc, nhắn với cuộc đời lời tỏ tình tôi yêu em. Đắng như thuốc, ngọt Gì á? như kem, Chứ tôi chưa hiểu lắm. tình yêu là thứ anh đem suốt đời. Hỡi em yêu dấu, anh thương và yêu em. Tay đeo hạt lót, Tay chân đeo đi Nike, hấp bước giữa trời mây, anh là một VIP pro. Cả anh trai hư thì hót bao điều, trái tim này hỏi rằng em ăn cơm chưa. Cây cũng cười vui, thú cũng gật đầu, đang chưa hiểu lắm. đứng giữa đại ngàn là một bàn DJ. Vang những bài ca, đánh những bài nhạc, nhắn với cuộc đời lời tỏ tình tôi yêu em. Đứng giữa đại ngàn là một bàn DJ. Chắc là tớ sẽ tìm cái khác xem các bạn ạ. Cái này của 1977 kiểu gì á? Rừng xà nu đi. Lời trăn trối cuối cùng đi. 2 tuần trước này. Xem gì cút. Mọi người chờ tớ đi nhá, tớ làm rừng xà nu đi. Cái giờ tớ chẳng hiểu gì cả. Tin hơ à? Ok, thì tớ làm tí làm tin hơ của B-Ray với cả với Đình Thiên. Cảm ơn nha. Kiểm tra. Hôm nay anh kiểm tra bài cũ. Tờ nụ. Trả lời anh. Anh hãy cứ thử thách trí não này xem. Hãy lấy một ví dụ về một từ lấy toàn phần trong tiếng Anh. Bye bye. Vậy, hình học không gian đã được áp dụng trong đời sống ra sao? Trong lĩnh vực thời trang, người ta sử dụng hình thang để máy quần đùi đấy. Thì vụ nổ Big Bang đã tạo ra điều chi? Một nhóm trưởng G-Dragon đầy bản lĩnh. Đó chỉ là những câu trả lời mẹo. Học hành làng chàng. Lấy cho anh cuốn sổ ghi đầu bài ra đây. Tại cái đầu em rút. Đến đọc sách lớp 1. Em còn phải uống Panadol đấy anh. Chăm chỉ lên. Để học phải sách trau lớp 1 em dồi còn cả uống chi Panadol. thức. Tận nhân cách. Nếu không, sau này làm bác sĩ, kỹ sư thì bà con sẽ đau đầu và khó thở lắm. Họ thở lắm. Mọi người ơi, bọn thằng Dục nó kéo về làng rồi. Ui, tôi xong rồi. Đã đến lúc chúng ta triển khai chiến dịch rừng xanh, Jungle Protocol. Cái gì? Chiến dịch rừng xanh, ngăn chặn những kẻ xấu đang... Cái gì? Ngăn hồ cái gì? Protocol là cái gì? ...làm trao đảo cả Chưa kịp server nghe. Tây Nguyên. Server Tây Cũng Nguyên vì là... tiền mà làm những người yếu thế lọt vào mắt xanh của Victor Hugo. Wow. Như việc lừa đảo phụ nữ, bắt nạt trẻ con và wow. tung tin giả. Kế hoạch đăng fake news 100 tin một ngày, seeding toàn bộ mạng xã hội. Càng bốc phét càng tốt à? Tờ nú được tiên phong trong chiến dịch này, nhờ tài ẩn nấp và ganh lẻ như một chú âm trong rừng. Ganh lẻ, ganh lẻ. Au! Mũi à? Gì đây?
Chúng mày không qua mặt được tao đâu. Bọn tao sẽ đánh bại hết lũ chúng mày. Im mồm. Tuổi trẻ hung hăng quá. Nhân danh một tấm chiếu cũ ở Đồ Sơn, tao xin thưa với mày rằng kẻ mạnh là kẻ tồn tại cuối cùng. Kinh. Theo học thuyết tình yêu, khủng long bạo chúa đã bị tuyệt chủng bởi vì chúng không thể nắm tay nhau đấy. Câm mồm. Hay quá. Nói. Người của chúng mày ở đâu? Ta nói trước, chưa từng có ai cậy được một lời nào từ miệng tao đâu. Khôn hồn thì tra tấn người khác đi. Wow. Hãy lấy quả táo này làm gương. Cắt vắt mấy miếng luôn. Nó ngon lắm anh ạ. Đấy là tao còn chưa rút hết súng ra đâu đấy. Phụ nữ. Đấy là tao còn chưa rút hết súng. Đã đủ bình đẳng chưa? Vì tiền mà chúng mày làm mọi điều ác. Thế thì tiền nhiều để làm gì? Để không phải ăn trực bạn bè và sống một đời chảnh chó. Ui, cái này tiền đúng nuôi là... 10 thằng nghiện còn không tốn bằng đồ ăn diện của tao. Đừng sống chỉ vì tiền. Cái này đúng là nếu không nói sống vì tình vấn đề gần đây thì người duy nhất quan tâm đến mày sẽ là Tổng cục Thống kê về Dân số đấy. Tổng cục Thống kê về Dân số. Nếu không có tiền thì tình yêu sẽ chỉ được UNESCO công nhận vì nó là một tình yêu phi vật thể. Thôi, ai ra đi tờ nốt. Nếu mày không chịu khai, tao sẽ sờ kin ke cho mày với một lực đủ để giới thiệu mày đến những phòng khám tận tình nhé. Sờ kin ke. Lũ cò mồi người dân, quần bất lương tàn bạo, có chết ta cũng không chào chúng mày. Skin care nó bắt anh ơi. Nói lời chăn chối quấy. Ủa câu này viral đấy, skin care. Mắt em như suối, mi em là sừng, đất nước trời mây như hòa cùng với em. Cánh dân trời thì nói bằng lời, trái tim này tỏ tình bằng melody. Cây cũng cười vui, thú cũng gật đầu. Đứng xưa đại ngàn là một bàn đi chơi. À cái bài đó là bài những bài ca, xem mấy lần. Đánh những bài nhạc. Mà có tin tao skin care đâu mà phát không? Cuộc đời lời tỏ tình tôi yêu em. Đứng giữa đại ngàn là một bàn đi chơi. Thật cảm động. Được. Vãi cái tao cảm sẽ đợi động. Bắt hết những người mày yêu mến rồi cho chúng mày chết chung. Ủa được xong. Dậy đi tần nụ. Tần nụ. Sao anh vào được đây? Anh bảo chúng, anh chỉ là một chú xe ôm công nghệ. Chúng tin sai cô. Amazing. Trời ơi. Good job anh. Chúng ta chắc chắn sẽ giành lại những gì tốt đẹp nhất của rừng xà ngu. Amazing, good job anh rồi. Amazing rồi. Bắn chết đằng sau ạ, khá nổi. Lời mời dịch cũng cho mày. Alo. Alo, bị phép căn cứ, nghe rót trả lời. Macro. Vậy là căn cứ bị diệt. Alo, 1, 2, 3, 4. Yêu cầu tất cả chúng mày đứng yên cho tao bắn. Đừng yên tôi ra bắn nữa. À. Ông ấy đi trực đăng mà bố em bắn cung mà chết. Ông mệt. Alo, bịp bịp gọi căn cứ, nghe rõ trả lời. Micro. Vậy là căn cứ bị diệt. Alo, 1, 2, 3, 4. Yêu cầu tất cả chúng mày đứng yên cho tao bắn. Đứa nào không nghe lời sẽ bị trừng phạt thích đáng. Cái đầu bé. Ui, máy bay nổ không chết à? Vẫn còn ở đây nữa. Tình yêu tung đâu
Khắm vãi nổi. Ôi buồn cười quá mọi người ơi. 1977 vlog có gì đây? Nhớ phải sống nghiêm. Gửi từ Nú, đã lâu ngày không gặp em và Mai, anh nhớ hai em nhiều lắm. Với một trái tim thuần khiết, em đã chính thức trở thành một siêu showman. Từ Nú phải thật nghiêm chỉnh để cánh showman nhí noi gương, vì chúng là tương lai của rừng Sà Nu. Nghiêm chỉnh để cánh showman nhí noi gương, vì chúng chính là tương lai của rừng Sà Nu. Anh cũng đã meo bồ câu cho anh Dậu. Với meo hai bản cung, em sẽ gia nhập đội ngũ mới với một đặc danh được giấu kín tuyệt đối. Anh phải mò Google mới biết rằng người ta sẽ gọi em là Hạc Ai. Hạc? Người ta cho em là Hạc Ai chứ mấy cái tôi. Samsung. Buồn cười quá các bạn. Buồn cười quá các bạn. Comment. Xem xong vẫn chưa hiểu. Xem xong vẫn chưa hiểu làm cách nào mà bắn cung trúng được ông đang lái trực thăng. Trực thăng nổ người vẫn lành lặn. Cười quá. Cười chứa nước mắt rồi. Mà mọi người nhá, tôi xem cái gì khác bây giờ đây. Cười xíu luôn.